Dùng phao đã sao? Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại ngôi trường cấp 2 mang tên Vững Chãi. Ở đây đang diễn ra kỳ thi tốt nghiệp hết sức căng thẳng. Hãy cùng phóng viên của chúng tôi vào trong xem sao nhé. Xem ra các em học sinh của chúng ta đang làm bài rất là nghiêm túc. Tèo, em giấu cái gì dưới ngăn bàn đấy? Mau mang ra đây. Dạ thưa cô, đây ạ. Dạ thưa cô, chẳng phải cô vẫn nói thầy cô giống như người lái đò có đúng không ạ? À? Đúng vậy. Còn học sinh chúng em là người đi đò đúng không ạ? À? Đúng vậy, nhưng thế thì sao? Vậy thì tại sao người đi đò dùng phao mà người lái đò lại cấm ạ? À? Hà? Hôm qua, tại khu phố Cấm Khẩu đã xảy ra một vụ ẩu đả vô cùng nghiêm trọng giữa hai vợ chồng anh Tiêu Văn Tùng và chị Thiếu Thị Thốn. Tất cả dừng lại! Chị kia, sao lại hành hung chồng thế hả? Ôi giời ơi, anh không biết đây chứ, lão chồng tôi nó hăm he tôi tệ lắm đấy anh. Thế là chuyện như thế nào? Chuyện là thế này này. Ờ, anh làm cái gì thế? Xuyệt, nhà bên cạnh đang cãi nhau to. Anh chồng đang điều tra vợ ngoại tình đó. Hắn đang bắt cô vợ nói ra kẻ thứ ba kìa. Ờ, thế thì liên quan gì đến anh chứ? Nhỡ cô ta không chịu được khai tên anh ra thì sao? Ờ? Ha! Trời! Vừa qua, thành phố Hoan Hỷ đã đầu tư 2 tỷ đồng để nâng cấp cho trường tiểu học Hoa Hồng. Các trang thiết bị ngày một hiện đại hơn nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc giảng dạy cho các em học sinh. Dạ, em chào cô ạ. Em lại đi học muộn nữa rồi. Dạ, em xin lỗi cô ạ. Dù có đến muộn á thì em cũng phải vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp chứ. Em nhìn thấy quần áo và tay của em xem. Thử tưởng tượng nếu như cô cũng xuất hiện trong lớp với đôi bàn tay bẩn như thế này thì em sẽ nói gì với cô? Dạ, nếu là em nghĩ mình đủ lịch sự và tế nhị để không đề cập đến chuyện đó. Hả? Cái gì? Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ có buổi phỏng vấn độc quyền với ngôi sao nổi tiếng Anh Đẹp Trai Có Gì Sai về đời sống, công việc cũng như chuyện tình cảm, vốn tốn rất là nhiều giấy mực của báo chí. Vâng, xin mời sự xuất hiện của ngôi sao Đẹp Trai Có Gì Sai. Ôi trời ơi, anh làm sao thế kia? Mới hôm qua chúng ta gặp nhau, anh còn rất là bình thường cơ mà. Ờ, đã từ lâu rồi, tôi luôn tìm kiếm người phụ nữ của đời mình. Ôi, điều này không chỉ tôi, mà khán giả ai cũng biết nữa, anh chàng đẹp trai có gì sai ạ? Bạn không biết thôi, chứ có lần tôi quen một cô gái xinh đẹp, nhưng mà bố cô ấy không có đồng ý. Mấy ngày sau, tôi lại quen một người đàn ông tuyệt vời, sẵn sàng trở thành bố vợ tôi. Nhưng mà con gái ông ấy lại không chịu đồng ý tôi, mới chết chứ. Ủa mà anh ơi, thế thì đâu có liên quan gì đến thương tích của anh thế kia? Dạ từ từ, bây giờ mới vô chuyện chính à. Và mới ngày hôm qua thôi, tôi đã gặp được một người phụ nữ lý tưởng. Cô ấy đồng ý, và bố cô ấy cũng đồng ý tôi luôn. Ôi, thật hả? Thế sau đó thế nào anh? Ai làm cho cậu đến nông nỗi này? Lần này thì chồng cô ấy dứt khoát không đồng ý. Hả? Tòa án thành phố vừa xét xử một vụ trộm khá hy hữu. Bị cáo là một người tên Jay Lầy. Hãy xem anh ta tự bào chữa cho mình thế nào. Tòa đã có đủ bằng chứng để khẳng định bị cáo chính là người đã đột nhập vào căn nhà và gây ra vụ trộm táo tợn này. Bị cáo còn gì để bào chữa không? Thưa tòa, tôi xin khẳng định là tôi không hề đột nhập vào đó ạ. À. Tôi thấy cửa sổ căn phòng đó mở toang và tôi chỉ thò cánh tay phải vào để lấy ra vài món đồ vặt vãnh thôi. Bị cáo vô tội ạ. À. Trật tự, như thế mà bị cáo vẫn cố cãi rằng mình không có tội hay sao? Vâng, cánh tay của tôi đâu phải là tôi. Tôi không hiểu vì sao tòa lại trừng phạt cả cơ thể của tôi, trong khi sai phạm đó chỉ do một cánh tay của tôi gây ra. Tôi phản đối. Sau khi hội ý, tòa nhận thấy lý lẽ của anh tuy có cùng nhưng cũng có lý.
Vì thế tòa không xử anh mà sẽ xử cánh tay phải của anh 1 năm tù giam. Còn có đi theo cánh tay của anh hay không đó là quyền của anh. Vâng, bị cáo hoàn toàn đồng ý với hình phạt của quý tòa ạ. Tôi xin phép quý tòa được ra về ạ. Một sự cố đã xảy ra tại vùng bờ biển mịt mờ vào đêm qua. Ngọn hải đăng nổi tiếng rạng người không hoạt động, khiến cho các hoạt động tại vùng biển này bị gián đoạn. Chào anh là người gác hải đăng rạng người có phải không ạ? À, vâng, tôi mới nhận việc gác hải đăng được 1 ngày trước thôi. Vậy anh có thể cho khán giả truyền hình biết chi tiết về sự cố hải đăng không hoạt động vào đêm hôm qua được không ạ? À, tôi là người rất nguyên tắc và cẩn thận. Hiện giờ tôi đã bị sa thải nên tôi không được phép nói gì về sự cố này. Rất xin lỗi mọi người nha. Anh bị sa thải khi mới làm việc được 1 ngày ư? Không biết việc này có liên quan gì đến sự cố hôm qua hay không? À, có đây. Tất cả cũng bởi vì tôi quá nguyên tắc và cẩn thận đó mà. Vô lý, nguyên tắc và cẩn thận là điều tốt mà. Theo nguyên tắc á, tối nào tôi cũng cẩn thận, tắt hết đèn trước khi đi ngủ đó mà. Sáng nay, bệnh viện Thân Tầm đã tiếp nhận một ca cấp cứu vô cùng nghiêm trọng. Ôi ôi da, anh bị sao thế? Đau bụng quá, đau quá. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Có chuyện gì thế? Bác sĩ kiểm tra giúp em, đột nhiên chồng em kêu đau bụng dữ dội lắm. Được rồi, để tôi xem. Ca phẫu thuật rất tốt, chỉ có điều... Có điều sao ạ? Do sai sót mà chúng tôi để quên chiếc kéo phẫu thuật trong bụng anh ta. Sao cơ? Quên kéo trong bụng tôi? Ngày mai, chúng tôi sẽ phẫu thuật để lấy chiếc kéo ra. Lại phẫu thuật, như thế là quá đủ rồi. Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi buộc phải làm thế mới lấy được chiếc kéo. Chỉ là một chiếc kéo thôi mà. Nó giá bao nhiêu? Tôi đền tiền gấp đôi là được chứ gì. Hôm qua, Trung tâm Tư vấn Tình yêu Mê Ly đã chính thức khai trương và thu hút rất đông khách đến tham gia. Mời cô Lê Mỹ Nhân. Có em. Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô nào? Tôi năm nay 30 tuổi, nhưng vẫn chưa có người yêu. À ừ, 30 tuổi chưa có người yêu cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng bạn bè tôi, ai cũng đã lấy chồng và sinh con. Chỉ có mình tôi là không ai theo đuổi. Có phải tôi xấu xí quá nên không ai yêu đúng không? Cô cứ đeo khẩu trang như thế thì làm sao tôi nói chuyện được. Em xin lỗi, tại đi đường bụi bặm quá nên em quên mất. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cô đang sở hữu một vẻ đẹp mà bao nhiêu người ao ước đấy. Thật thế sao? Này nhá, giọng nói ồm ồm, lông mày sâu róm, cằm vuông, vai rộng, to và làn da đen bóng nữa. Khối người đàn ông ao ước được như cô đấy. Hôm qua, chuỗi nhà hàng ngon vô cùng đã khai trương chi nhánh mới trên đường Heo Hút với chương trình khuyến mãi cực lớn. Phục vụ đâu? Dạ, bà cần gì ạ? Cho tôi một bát súp tôm hùm. Dạ, có ngay ạ. Dạ, súp của bà đây ạ. Cảm ơn. Này anh, tôi không thể dùng bát súp này, làm ơn. Dạ, để tôi đổi cho bà bát khác ạ. Anh phục vụ kiểu gì vậy? Tôi vẫn không thể ăn nổi. Vâng, để tôi đổi cho bà bát khác ạ. Thưa bà, món súp của chúng tôi có điều gì khiến bà không hài lòng ạ? À, cậu nhân viên này đã đổi đi đổi lại rất nhiều lần mà bà vẫn chưa ưng ạ. Anh ta đổi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thể dùng bát súp này. Dạ, lý do vì sao ạ? Vì anh ta mang súp, nhưng không mang thìa chứ sao? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!